Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của APA Store. Mình là Cường. Đây sẽ là nơi mình review về nước hoa và các cái câu chuyện xung quanh nó. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái chai nước hoa dành cho các quý ông lịch lãm, sang trọng, thích nổi bật. Và chai nước hoa này đã vượt qua hàng nghìn chai nước hoa khác để đứng trên top 1 về mùi hương dành cho nam. Đây chính là chai nước hoa mình cầm trên tay. Chanel Blue thì được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010 của nhà pha chế đại tài là Jacques Bonnet. Đây chính là cái bản EDT mà mình đang cầm trên tay đây. Sau đó thì nhờ thành công vang dội của bản EDT này mà hãng tiếp tục cho ra mắt thêm hai bản tiếp theo, chính là Chanel Blue bản EDP Eau de Parfum vào năm 2015 hay là Chanel Blue Parfum vào năm 2018. Ngày hôm nay mình sẽ so sánh ba cái bản này để cho các bạn biết được cái sự giống và khác nhau và cái lựa chọn của bạn khi mua cái dòng Chanel Blue này. Chanel Blue cũng chính là niềm cảm hứng cho hàng loạt các cái chai nước hoa đình đám sau này, giả sử như là Dior Sauvet hay là một vài hãng nước hoa khác đã clone theo chai dòng mùi hương của Chanel Blue. Về thiết kế của ba cái phiên bản này thì về cơ bản là ba phiên bản này vẫn giữ nguyên một thiết kế ban đầu. Nó chỉ khác nhau một chút ở cái phần các bạn để ý đây. Ở phần bản phiên bản EDT thì nó không có chữ gì cả. Còn trong về phiên bản Eau de Parfum thì có chữ Eau de Parfum đây. Parfum sẽ có chữ Parfum và có cái chữ vàng ở đây này các bạn nhìn này. Và cái nắp của nó, cái logo nó cũng sẽ có sơn vàng, được chưa? Nó chỉ khác nhau duy nhất vậy thôi. Về độ hoàn thiện thì mình đánh giá về cái phần hoàn thiện của chai Chanel Blue là rất cao. Về từ thủy tinh cho đến nắp hít hay là đến đầu xịt, đầu spray. Nắp của Chanel Blue được thiết kế là nắp hít 5 châm 1 chiều. Cái này thì tất nhiên bây giờ đến các cái chai fake bây giờ người ta cũng làm được rồi, nhưng mà nó cũng đều chỉ một mức tương đối thôi. Còn thủy tinh của Chanel Blue thì làm đều rất là mịn mà. Còn sau đây đến là cái phần quan trọng nhất, chính là cái phần mùi hương của ba anh chàng lính ngự lâm này. Thì bây giờ mình sẽ xịt và thử mùi cho anh em. Đây, đây là bản EDT này. Đây đến bản EDP này. Còn đây là bản Parfum 2018 này. Là các bạn lưu ý cho mình nhá, để cái khứu giác của mình nó chuẩn nhất, để các bạn thẩm chuẩn nhất thì tốt nhất là các bạn nên cái hít cái cà phê ấy, thì để cho nó hút hết các cái mùi đi. Rồi. Wow. Ok, thì mình vừa đã thẩm qua cả ba chai này. Thật ra thì mình đã dùng Chanel Blue rất lâu rồi và rất nhiều lần rồi. Bây giờ nó cũng chỉ là cảm nhận lại thôi, nhưng mà mỗi một lần mình dùng lại thì cảm nhận nó không khác gì ban đầu cả. Chanel, cái công thức chung của cả ba chai này thì đều là dùng theo công thức là Chanel kết hợp giữa hương chanh tươi mát cộng với hương bạc hà, làm cho những cái nốt đầu nó cảm giác luôn luôn tươi mát được trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút đầu. Sau khi cái lớp hương đầu tiên nó bay bớt đi, nó khi nó dry down trên da xong thì bắt đầu cái hương chính tiếp theo của cái nhóm hương chính của cái chai nước hoa này chính là cái nhóm hương gỗ cây nồng. Lúc đấy chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi đặc trưng có một chút nhang, một chút gỗ đàn hương và một chút gỗ tuyết tùng. Đấy là với phiên bản EDT. Cái ba cái phiên bản này ấy, mình thấy nó khác biệt nhau lớn nhất ấy là cái nốt gỗ về sau và cái độ lưu hương của mỗi cái chai. Dù là cùng sử dụng một công thức chung nhưng đây mọi cái thì nó đều chỉ là tương đối thôi. Chanel Blue mình thấy đánh giá ở cả ba bản này, cái thay đổi lớn nhất chính là ở cái bản Parfum 2018. Bản Parfum 2018 này thì mình thấy cái nốt bạc hà và chanh ban đầu gần như là biến mất. Cái nốt chủ đạo mình ngửi thấy nó chủ yếu chỉ là nốt hương gỗ đàn hương, và cái lớn nhất thay đổi ở đây chính là hoa. Thì cái hoa này nó thay bằng hoa oải hương so với các bản trước. Còn bây giờ sau đây mình sẽ đánh giá cái mức độ lưu mùi của cái ba cái chai này. Ba chai này thì sau một thời gian mình sử dụng thì mình chia sẻ là mình đã từng dùng ba chai full Chanel Blue 100ml này rồi. Xong sau đó mình bắt đầu mới đổi sang bản EDP. Cá nhân mình dùng thấy chai Chanel Blue EDT này lưu hương rất tốt. Mọi người thường đánh giá là bản EDT không tốt, nhưng mình đánh giá nếu nó lưu trên da mình thì nó được khoảng tầm từ
6 cho đến 8 tiếng để lưu trên da. Còn nếu mà các bạn xịt trên quần áo thì mình nghĩ là thoải mái lưu được cho các bạn trên tầm từ 12 cho đến 24 giờ nếu mà các bạn để điều kiện tốt. Tất nhiên là nó phải là điều kiện hoàn hảo chứ không phải mình cứ chạy ngoài đường mà mình có thể đòi hỏi nó lưu được quá lâu, đúng không? Và với mình đánh giá thì bản EET này là nó đáp ứng được cái nhu cầu cho các bạn về sử dụng rồi. Sau đó là đến EDP. EDP thì nếu mà đánh giá về khả năng lưu mùi thì mình đánh giá chỉ một từ thôi, nó là hoàn hảo. Hoàn hảo với tất cả mọi thứ. Vì thứ nhất, giả sử như mình là người xịt chai này thì mình xịt từ khoảng tầm từ 8 giờ sáng bắt đầu thời điểm đi làm cho đến khoảng tầm 3-4 giờ chiều thì mùi vẫn còn thoang thoảng. Các chị em vẫn, lúc mình chuẩn bị tan tầm về, các chị em vẫn hỏi là hôm nay mùi gì bảnh vậy. Nhưng đây chỉ là cái thời điểm đợt đầu mình dùng thôi, còn về sau thì mọi người đều đã biết mình dùng chai nước hoa gì rồi. Còn về Chanel Blue Parfum thì cá nhân mình thì mình là người rất thích Chanel, nhưng mà về sau thì khi đến lúc ra mắt bản parfum này thì mình gần như mình không dùng quá nhiều. Thứ nhất là mình đánh giá là parfum, mặc dù là mùi hương là bản parfum thật, nhưng riêng với Chanel bản parfum này gần như không thay đổi về mức độ tinh dầu trong chai nước hoa. Cái này đây là đánh giá thứ nhất, mình cũng không được biết chính xác, nhưng mà đây là đánh giá cảm quan của mình. Và mình được rất nhiều anh em bạn bè, kể cả những khách hàng có mua và feedback lại rồi, là chai này gần như là độ lưu hương không quá nhiều, cao hơn quá nhiều so với bản EDP đâu. Thế nên là để mà các bạn nghĩ là parfum mà nó lưu hương lâu hơn EDP thì mình nghĩ là cái này cũng là một cái không chính xác hoàn toàn so với riêng dòng Chanel Blue này. Suốt 3 bản của Chanel Blue này thì đều là phong cách dành cho các anh em quý ông là lịch lãm, sang trọng. Anh em cứ tưởng tượng là như kiểu mình mặc lên mình một cái áo sơ mi trắng, khoác lên cho mình một bộ vest, đi lên cho mình một đôi giày tây. Đúng là cái phong cách này mà các chị em phụ nữ mà gặp thì một phát một hơi hít là chấm hết luôn. Về phần giá của ba chai nước hoa này thì Chanel Blue EDT thì giá đang có giá on web là khoảng 97 đô. Về đến sách tay Việt Nam thì nó rơi khoảng tầm 2 triệu 6 đến 2 triệu 7 một chai. Còn chai Chanel Blue EDP này là 125 đô, tương đương với khoảng tầm từ 3 triệu 2 cho đến 3 triệu 3 một chai. Còn Chanel Blue Parfum thì giá on web đang là 155 đô, nó tương đương với khoảng tầm 3 triệu 8 một chai. Cá nhân mình thì ai là người chưa từng được dùng qua Chanel Blue thì mình vẫn khuyên các bạn là dùng bắt đầu từ bản EDT đi, vì EDT nó là bản đầu tiên của Chanel Blue và nó cũng chính là bản nổi tiếng nhất của Chanel Blue. Nếu mà chai nước hoa Chanel Blue EDT nó không tốt đến như vậy thì cũng sẽ không bao giờ có các bản tiếp theo, và cũng nếu không có bản EDT này thì Chanel Blue cũng không phải là nước hoa bán chạy nhất thế giới. Thì nếu các bạn chưa dùng Chanel Blue, mình khuyên chân thành, thứ nhất là về giá nó sẽ chênh so với hai bản kia tương đối nhiều tiền, mà cái trải nghiệm của các bạn vẫn là rất tốt, thì nên mình khuyên chân thành là các bạn cứ nên dùng từ EDT đi. Còn những người nào phù hợp với bản EDP, EDP là những người là phù hợp cho những người mà nếu như các bạn thích một phát ăn ngay ngon luôn, vào một phát là ngon luôn, bám tỏa ngon luôn, mọi cái lưu hương hay là mùi nốt hương chuyển mùi mọi cái đều ổn, thì các bạn có thể dùng ngay sang EDP. Còn về parfum 2018, câu đầu tiên mình muốn nói với các bạn là mình khuyên chân thành là các bạn nếu các bạn mua bản này thì chỉ nên mua size nhỏ thôi, hoặc là các bạn nên mua chai chiết hoặc cái chai gốc để các bạn dùng thử mùi thôi. Nếu như các bạn dùng hai bản này xong rồi các bạn chuyển sang parfum thì không sao, nhưng nếu một phát các bạn nhảy sang parfum các bạn mua, mình chỉ sợ là các bạn sẽ hơi thất vọng một chút với số tiền các bạn bỏ ra. Vì parfum này có rất nhiều khách hàng phản hồi lại với mình rồi là nó có cảm giác nó hơi bị khét một chút ở cái nốt gỗ cuối, và cái giá thành của nó thì nó chênh rất nhiều so với cái bản mà mình đánh giá là rất tốt, chính là bản EDT này. Chênh rất nhiều, bạn cứ tính chênh 50-55 đô, có thể chênh đến 1 triệu mấy rồi. Cái trải nghiệm của bạn không thể nào tốt bằng cái bản ban đầu được. Đấy là cái lời khuyên của cá nhân mình dành cho các bạn chưa dùng qua, hoặc các bạn đã dùng qua, hoặc các bạn đang muốn đổi mùi hương sang Chanel Blue. Đây chính là cái gợi ý của mình dành cho các bạn, đó chính là cái lựa chọn của cá nhân mình dành cho dòng Chanel Blue này. Còn không biết cái lựa chọn của các bạn thì sao, các bạn hãy comment xuống dưới để cho biết ý kiến của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe cái kênh của mình. Chào, hẹn gặp lại mọi người.